cồn đau lắm rồi đó. Ngủ dễ thương trong thơ.
không bây giờ? Nóng vậy mà. À xong rồi hả? Xong rồi. Đưa bên kia đang hú hú vậy. Đeo cả người chứ. Mụn lì kinh. Chị làm đó thôi, làm chi đó. Làm cái gì bây giờ? Thay rồi khỏe nhất. Mm-hmm.